Khán giả tiếc nuối nam em của quá khứ, hoa khôi đồng bằng vừa xinh đẹp vừa duyên dáng, xuất hiện là chiếm trọn spotlight. Giờ thì ngày càng tàn tạ, phải buôn gánh bán bưng, khô giọng livestream bán quần áo si. Quẹo lửa mấy rồ ơi, quần áo của mình à, có những bộ mặc đúng một lần. Mấy rồ nào mà không có điều kiện kinh tế mấy rồ quẹo lửa. Sao bã ra nông nổi này trời, trả nam em ngày xưa lại cho tao đi. Xem lại bà đứng trên sân khấu hát ngày xưa của bà tôi khóc luôn. Sao giờ thành như vậy? Ngay trong cùng năm đăng quang hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long, nam em được đặt cách tuyển thẳng vào chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2015. Thời điểm này, chân dài 9X đã có nhan sắc rực rỡ hơn, kỹ năng trình diễn ổn định, làm chủ sân khấu khá tốt. Tuy nhiên tiếc rằng cô chỉ dừng chân ở top 10. Báo hồi cung. Từng giây phút ấy con tim tôi khác rồi, cạnh em đã có ai kia, ngày ngày nắm đôi tay. Đến năm 2016, người đẹp Tiền Giang đại diện cho Việt Nam dự thi Hoa hậu trái đất tại Philippines. Dân mạng cho rằng đây là thời điểm nam em bùng nổ nhan sắc nhất, nụ cười rạng rỡ và gương mặt đẹp thuần Việt của cô nhận được vô vàn lời khen của khán giả. Hoa hậu là một ngày đẹp trời, tự nhiên cái anh make up, anh nói là thấy cao ráo, sáng sủa, thử chụp bộ hình beauty queen. Chính vì thế mà khi nhìn thấy nam em của hiện tại, ai cũng phải công nhận sự đi xuống về nhan sắc lẫn cách ăn nói của cô. Đường đường là một hoa khôi đồng bằng mà giờ đây nam em lại xuất hiện với vẻ ngoài tiểu tụy, thiếu sức sống đến vậy. Cô vừa mang hết quần áo của mình ra mở sạc để thanh lý và còn hứa cho free dân mạng. Người đẹp cho biết mình mua nhiều quá nhưng bây giờ mặc không hết nên mọi người cứ thoải mái quẹo lựa. Nhìn nam em của hiện tại, khán giả thấy đáng thương nhiều hơn đáng trách. Có người còn cho rằng người đàn ông bên cạnh rất quan trọng và cho rằng doanh nhân Bùi Hữu Cường không phải là người có thể giúp người đẹp vực dậy tinh thần. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng vì tính cách của nam em cũng có nhiều thay đổi, cô thường xuyên dùng những lời lẽ không hay, lên mạng là nói hết người này đến người kia nên tâm sinh tướng, nhan sắc mới tuột dốc không phanh như vậy. Hiện tại, nam em thì đang livestream bán đồ si, còn doanh nhân Bùi Hữu Cường lại bán lòng lợn trước nhà, cả hai vẫn duy trì việc kinh doanh nước hoa. Người xem có thể thấy kinh tế của cả hai có phần khó khăn. Bạn trai nam em cho biết đã có rất nhiều show bị hủy sau những drama của cặp đôi. Người hâm mộ vẫn mong muốn trong tương lai nam em có thể vực dậy tinh thần, thay đổi tích cực hơn để quay trở lại với nghệ thuật và hình ảnh hoa khôi đồng bằng. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!